lên đây, dù ở phía khu vực ở đây hay là cả trên lầu luôn, chúng ta cùng hát chung với nhau về niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Dạy với tôi nào, dạo tới với tôi nào, một vòng Việt Nam. Và đó cũng chính là một sáng tác của Đông Thiên Đức. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng hát với ca khúc Một Vòng Việt Nam cùng với ca sĩ Đông Quân. Tôi muốn gửi lời cảm ơn trọng đến quý thầy, quý vị sư, quý vị bình tĩnh có mặt ngày hôm nay ạ.
cô Trần Thị Đông Phương. Và tôi đây xin mời thầy Thích Minh Sĩ sẽ đặt hoa và quà cho ca sĩ Đông Phương. Cảm ơn sự hiện diện của bạn có đến đây đến với chương trình văn nghệ mừng đảng sinh. Một trắng tay thanh lớn thì cảm ơn sự hiện diện của ca sĩ và tiếng hát của anh. Cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, tiếp theo đây là quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình với phần góp mặt của ca sĩ Huy Sang. Dạ, lần đầu tiên cho Huy Sang xin chúc tất cả quý vị ông bà đại lễ thật là an lành và hạnh phúc bên nhau. Chúng ta sang hết tập sản phẩm rất nhiều. Hôm nay sang sản xin gửi đến tất cả những cô lớn tuổi và mấy bác và mẹ hát nói về một người mẹ vui mừng người con, nhưng cuối cùng ai là người mẹ bên mẹ và hát được một tên Hồng Trắc Con Hồng. Xin được cùng lắng nghe. Oh,
gồm có món quà của Lộc Uyển cùng dành tặng đến ca sĩ Huy Sang. Một tràng pháo tay chúng ta cùng dành tặng Huy Sang ạ. Xin cảm ơn các vị rất nhiều, chúng con xin cảm ơn thầy. Vâng, thưa quý vị, càng về